Hé lộ tin nhắn của nữ kế toán trước khi bị nam giám đốc hại, có nghỉ việc cũng phải trong sạch. Gia đình nạn nhân tiết lộ trước khi bị nam giám đốc sát hại, nữ kế toán đã kịp ghi âm cuộc đối thoại làm bằng chứng cho công an điều tra. Vụ án chấn động xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo cập nhật mới nhất, nghi phạm nam giám đốc người nước ngoài Zhang Zihongwu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tối ngày 30 tháng 3 và đưa về Bình Dương để lấy lời khai xử lý. Sáng ngày 1 tháng 4, nữ kế toán LTM 30 tuổi, trú thị xã Tân Uyên đã được gia đình tổ chức hậu sự sau vụ án thương tâm. Người thân của nạn nhân cho biết họ sẽ đấu tranh đến cùng để đòi lại công bằng cho người đã khuất. Chia sẻ với phóng viên báo Người Lao Động, chồng của nữ kế toán, anh LDN cho biết, trước khi bị sát hại, chị M đã kịp ghi âm lại cuộc hội thoại giữa mình với nam giám đốc người nước ngoài. Hiện tại, đoạn ghi âm này đã được giao cho phía cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ. Lúc đó tôi hoang mang quá nên không nhớ rõ đầy đủ nội dung cuộc ghi âm của vợ và tên giám đốc, nhưng đại khái chắc chắn là vợ tôi có nói, nếu cần thiết thì nhờ công an vào cuộc làm rõ. Chồng nạn nhân chia sẻ về cuộc ghi âm trước khi vợ bị sát hại. Không những vậy, anh LDN còn công khai đoạn tin nhắn cuối đời của nạn nhân. Được biết, những dòng tin nhắn này được chị M gửi cho anh cách lúc bị hại chỉ ít giờ đồng hồ. Trong tin nhắn, chị M viết, em thừa nhận bản thân lúc nào cũng muốn lo cho người khác. Em cũng muốn nhận lại sự chân thành. Em cảm thấy rất bất lực, nhưng nếu có nghỉ việc thì cũng phải nghỉ trong sạch. Ai cũng có danh dự, sao để người khác chà đạp vậy được. Giờ em thoát được công ty này, thật sự em mừng lắm, muốn thoát càng nhanh càng tốt. Chồng nạn nhân cho biết thời gian gần đây, anh nghe vợ kể có nảy sinh mâu thuẫn với giám đốc công ty vì vấn đề tiền bạc. Vợ nhiều lần than vãn mệt mỏi, anh cũng có khuyên chị mờ nên nghỉ làm, tìm một công việc khác. Nạn nhân cho biết trước khi nghỉ việc muốn làm rõ ràng mọi chuyện, không muốn để người khác hiểu lầm. Sự ra đi của chị M khiến gia đình vô cùng thương xót. Trước lúc mất, chị M còn đang mang thai em bé được 2 tháng. Theo lời kể của những người làm chung, những ngày qua, chị M và nam giám đốc nước ngoài thường xuyên xảy ra xung đột trong công việc. Nam giám đốc cho rằng chị M và một số người khác lén lút trộm hàng trong công ty để bán ra ngoài. Chiều ngày 29 tháng 3, công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo phát hiện một thi thể người phụ nữ trong công ty VN ở thị xã Tân Uyên. Theo camera giám sát ở hiện trường cho thấy, trước đó nạn nhân và nam giám đốc có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc chị M không chú ý, hung thủ đã rút dao và tấn công chị M. Nạn nhân bỏ chạy đến nhà vệ sinh thì bị nghi phạm truy đuổi. Sau đó nạn nhân gục ngã tại chỗ. Công an cũng phát hiện một con dao dính máu cách thi thể nạn nhân 2m, nghi là hung khí. Sau khi gây án, giám đốc Zhang Zihongwu đã lên một chiếc xe bán tải màu trắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối ngày 30 tháng 3, người này được phát hiện đang lẩn trốn ở thành phố Pleiku, Gia Lai.